xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay, cô Nhành sẽ cung cấp đến các con một số thông tin và một số biện pháp phòng tránh căn bệnh sốt xuất huyết nhé. Như chúng ta đã biết, vào mùa mưa, dịch sốt xuất huyết bùng phát và lây lan mạnh trong cộng đồng. Nếu không có biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể mắc nhiều biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân gây sốt xuất huyết chủ yếu là do virus dengue truyền từ mũi Aedes aegypti hay còn gọi là mũi vằn. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể chuyển biến thành sốt xuất huyết dengue, gây chảy máu nghiêm trọng, giảm huyết áp đột ngột, thậm chí dẫn đến tử vong. Lồi mũi Aedes aegypti có thể dễ dàng nhận dạng nhờ có vằn trắng. Các đốt bàn chân sau có những khoang trắng. Riêng đốt bàn chân thứ 5 trắng hoàn toàn. Chu kỳ vòng đời của mũi từ trứng lăng quăng nhộng, mũi trưởng thành. Lồi mũi này hoạt động hút máu vào ban ngày, đặc biệt là vào lúc sáng sớm và chiều tối, khoảng 1 giờ trước khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, chúng vẫn hoạt động hút máu suốt cả ngày, thậm chí vào ban đêm, nhưng ở mức độ rất thấp. Nguyên nhân mũi Aedes phát triển nhiều là do các ổ chứa lăng quăng như hốc cây, bể nước, chai lọ, dũng nước. Mũi trú ngụ ở nơi ít ánh sáng, tủ, quần áo tối màu. Trong suốt dòng đời, mũi đẻ tới 5 lần, mỗi lần hàng chục trứng. Để phòng tránh bị mũi cắn, mọi người nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phun thuốc chống mũi, bỏ màn khi đi ngủ, giữ không gian nhà ở thông thoáng, khô ráo và hãy luôn bôi thuốc chống côn trùng, mũi đốt. Diệt lăng quăng là biện pháp cơ bản, hiệu quả nhất để phòng bệnh sốt xuất huyết. Không lăng quăng, không mũi, không sốt xuất huyết. Diệt lăng quăng và diệt mũi tại chính ngôi nhà của mình. Đậy kín lu, hồ, phui chứa nước, không để mũi vào đẻ trứng. Thay nước trong lọ hoa hàng tuần để tránh lăng quăng. Loại bỏ vật phế thải và nơi đọng nước quanh nhà. Giữ gìn nhà cửa thông thoáng để hạn chế nơi mũi ẩn nấp. Sử dụng các biện pháp diệt mũi, chống mũi đốt để phòng sốt xuất huyết. Nếu phát hiện ra mình bị nhiễm bệnh thì nên cách ly và đến các bệnh viện uy tín để chữa trị kịp thời, để tránh là nguồn lây bệnh cho người xung quanh. Qua video của cô ngày hôm nay, cô tin chắc rằng các con sẽ biết cách phối hợp với cha mẹ của mình để phòng tránh căn bệnh sốt xuất huyết thật tốt nhé. Và cô chúc các con có thật nhiều sức khỏe nè, ở nhà học tập thật tốt, luôn ngoan và vâng lời cha mẹ của mình. Video của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và tạm biệt các con.